Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Ở kiểm tra học kỳ 1 năm nay, cho dù em kiểm tra trực tiếp tại lớp hay em kiểm tra online thì đều là trắc nghiệm 40 câu. Thời gian làm bài 45 phút và nội dung gồm có Bài 1, chương trình bản tính là gì? Bài 2, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Bài 3, thực hiện tính toán trên trang tính. Bài 4, sử dụng các hàm để tính toán. Bài 5. Thao tác với bản tính. Và cuối cùng, các thao tác cần ghi nhớ. Và sau đây là những lưu ý khi em làm bài kiểm tra học kỳ 1. Tùy theo tình hình dịch, em có thể kiểm tra trực tiếp tại lớp hoặc là em kiểm tra online. Trong video của tuần này sẽ là những lưu ý khi em làm bài kiểm tra online. Đầu tiên là về phần họ tên. Ví dụ, em tên là Đinh Vạn Hoàng An. Và ở trên bài kiểm tra sẽ yêu cầu em chia tên em làm hai phần một phần họ và tên lót một phần là tên ở phần họ và tên lót thì ở phần này em không ghi tên em tên đinh vạn hoàng an thì em sẽ ghi là đinh vạn hoàng mà không ghi chữ an ra ở khung phía bên dưới lúc này em mới ghi tên học sinh và lúc này em sẽ ghi một chữ duy nhất là an tức là tên của mình thôi em lưu ý ở những phần cơ bản này để đừng làm sai phần lưu ý tiếp theo chính là thứ tự của các đáp án khi em làm bài chẳng hạn như bài dưới đây cô chọn đáp án đầu tiên và sau khi em xem lại bài thì em lại thấy đáp án thứ hai của em được chọn chứ không phải là đáp án đầu tiên lúc này nhiều em nghĩ rằng do mạng bị lắc nên đáp án bị nhảy. Thật sự là không phải như vậy. Khi làm bài, em chú ý vào nội dung đáp án mà em đã chọn. Ở đây cô đã chọn đáp án là bằng 9 chia 8 cộng 6 nhân mở ngoặc 8 trừ 5 đóng ngoặc mũ 3. Và khi cô xem lại, dù thứ tự đáp án đã thay đổi, nhưng nội dung vẫn y như vậy đáp án mà cô đã chọn khi làm bài vẫn là đáp án đó chỉ có điều thứ tự đã thay đổi mà thôi nên em không cần phải lo lắng em sợ đã bị sai đáp án thì khi làm bài xong em chụp lại màn hình đó và khi em xem lại kết quả em so sánh hai cái xem nội dung bên trong có giống nhau hay không thứ tự có thể thay đổi nhưng nội dung sẽ không thay đổi chỉ cần nội dung không thay đổi là được ngoài ra khi em làm các dạng bài tập vận dụng thì em nhớ là các địa chỉ ô, địa chỉ khối, các con số, các phép toán và các hàm có thể sẽ bị thay đổi. Sau đây là sửa bài tập vận dụng. Bài tập vận dụng này nằm trong phần ôn thi học kỳ, nên em nhớ coi cho kỹ. Cô cũng nhắc lại, những con số và những phép tính này có thể sẽ bị thay đổi. Đầu tiên ở bài số 1, em hãy chuyển đổi biểu thức toán học sau đây sang dạng công thức trong Excel. Phép toán đầu tiên 20 cộng 15 nhân 4 Ở đây chúng ta chỉ có dấu nhân chuyển đổi thành dấu sao để thành Excel Thì nhớ là công thức trong Excel sẽ thêm dấu bằng vô nên mỗi phép toán sẽ là bằng Tiếp theo 9 trừ 12 Đúng không ạ? Nhân 54 Ở phép toán này cũng chỉ có dấu nhân sẽ đổi thành dấu sao Mọi thứ ghi như cũ và thêm dấu bằng bằng trước 114 chia mở ạ 18 trừ 8 đóng ngoặc nhân 5. Ở đây chúng ta sẽ có phép chia và phép nhân cần được thay đổi. Phép chia sẽ chuyển thành dấu xoẹt và phép nhân chuyển thành dấu sao. Tiếp theo là 7 chia 100. 7 chia 100 em có thể đổi thành 7 xẹt 100 hoặc như đáp án 7%. Câu 2. Hằng gõ vào ô tính với nội dung 8 cộng 2 nhân 3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập. Nhưng ô tính không hiện kết quả vì Hằng đã gõ chưa đúng công thức. Em hãy giúp Hằng tìm ra công thức đúng. Và công thức đúng ở đây là bằng cộng 2 nhân 3. Hằng thiếu dấu bằng nên em thêm dấu bằng vào là được. Câu 3. Để thực hiện tính mẫu ạ A4 cộng B8 đóng ngoặc nhân mẫu ạ C7 trừ D10 đóng ạ em phải nhập vào Excel công thức như thế nào thì để thực hiện phép tính em sẽ gọi dấu bằng và chuyển dấu nhân kia thành dấu sao là được còn lại em sẽ gọi y chang câu 4 em sử dụng hàm để viết công thức tính trung bình cộng cho các số 9 5 7 10 và công thức tính trung bình cộng thì em sẽ sử dụng hàm hàm này là hàm average hàm tính trung bình cộng thì chúng ta sẽ có bằng average mở ạ 9,5,7,10 đúng không ạ? Ở đây cô thấy rất nhiều bạn sử dụng dấu chấm phẩy do phía trên đề để dấu chấm phẩy. Ở trên đề cô để là dấu chấm phẩy là để phân cách các số để không bị nhầm lẫn với số thập phân. Nhưng mà rất nhiều bạn cô thấy khi sử dụng hàm lại sử dụng dấu chấm phẩy bên trong cái hàm đó. Thì Excel không sử dụng dấu chấm phẩy, Excel sử dụng dấu phẩy để mặc định. Phần này cũng nhắc lại lý thuyết sử dụng dấu phẩy, không sử dụng dấu chấm phẩy. Câu số 5. Em sử dụng các hàm để viết công thức, tìm giá trị nhỏ nhất cho các số 8, 6, 7. Và công thức để tìm giá trị nhỏ nhất, sử dụng hàm sẽ là hàm min. Em sẽ ghi là bằng min mở ngoặc 8, 6, 7 đóng ngoặc. Nhớ là dấu phẩy, còn phía trên đề ghi dấu chấm phẩy để phân cách các số thôi. Câu số 6, em hãy sử dụng hàm viết công thức tính tổng cho các ô K5, H8. Có hai ô K5 và H8, tính tổng và sử dụng hàm sum. Vậy thì công thức sẽ là bằng sum K5, H8. Tại sao ở đây không sử dụng dấu chấm phẩy để phân cách nữa? Tại vì đơn giản là ở đây không có số nên sẽ không bị nhầm lẫn là số thập phân nên ở đây cô mới sử dụng dấu phẩy. Nhiều bạn trong hàm sum cũng xài dấu chấm phẩy. Em đang ghi lý thuyết. Thì theo lý thuyết, đó sẽ là dấu phẩy. Và có nhiều bạn ghi dấu hai chấm ở đây. Em ghi dấu hai chấm sẽ thành địa chỉ khối. Mà địa chỉ khối ở đây là sai, tại vì đây chỉ có hai ô thôi. Còn nếu mà em sử dụng địa chỉ khối thì nó sẽ từ K5 kéo cho tới H8. Tuần trước là bài lấy điểm cộng. Và nếu em sai từ 3 câu trở lên thì em sẽ không có điểm cộng. Chẳng hạn như câu số 4 Em không dùng dấu phẩy mà em dùng dấu chấm phẩy Ở câu số 5 cũng vậy Và tiếp tục tới câu số 6 Em dùng dấu chấm phẩy Cô có thể vui gì cho qua Nhưng mà nếu mà em sử dụng dấu hai chấm ở đó Thì em sẽ không được điểm cộng của bài này Bài 7 Em cho biết kết quả của các công thức sau đây Công thức đầu tiên bằng mark 7, 6, 1, 10 và kết quả là 10 vì lý do Max là hàm tìm giá trị lớn nhất. Thì trong những con số cần tìm 6, 7, 1, 10, số 10 là lớn nhất nên kết quả sẽ trả về 10. Tiếp theo là hàm Min bằng 9, 8, 7, 15. Kết quả sẽ là 7. Vì lý do Min là hàm tìm giá trị nhỏ nhất nên trong các số 9, 8, 7, 15, số 7 là số nhỏ nhất nên kết quả sẽ trả về là 7 bằng sum 6 8 9 và kết quả sẽ là 23. Vì hàm sum là hàm tính tổng, ở đây có 3 số 6, 8 và 9 thì em sẽ lấy 3 số này cộng lại và kết quả sẽ là 23. Bài này vẫn có những bạn làm sai. Chẳng hạn như max thì bạn cho ra kết quả là 7. Còn min thì bạn cho ra kết quả là 15. Và sum thì bạn lấy 23, sau đó bạn chia cho 3. Hàm average mới cần tính trung bình cộng, mới có cộng rồi mới chia. Còn đây là hàm tính tổng, thì em chỉ cần cộng những con số trong cái hàm đó lại là được. Cuối cùng, bằng average 9, 5, 10. Đây là hàm tính trung bình cộng, nên em sẽ lấy 3 số 9, 5, 10, cộng lại và chia cho 3, kết quả sẽ là 8. Với hàm trung bình cộng, Bên trong hàm đó bao nhiêu số và bao nhiêu ô thì em chỉ việc cộng lại tất cả những con số đó hoặc những giá trị của những ô đó rồi đếm xem. Nếu là 3 số thì em sẽ chia cho 3, 4 số em chia cho 4 và 5 số là em chia cho 5. Đó là cách tính trung bình. Và đã có trường hợp một bạn lên trang web của trường thấy đề cương và thấy những cái bài tập vận dụng này đều nằm trong đề cương nên bạn đã chụp lại màn hình và nộp cho cô. Và đáng tiếc là đáp án ở trong đề cương đó Đề của đáp án vận dụng khác so với bài tập vận dụng Nên dẫn đến là kết quả bị sai Do đó, sau bài học này, cô đã nhờ thầy đăng lại Nên em nào đã tải về máy trước đó thì nhớ xóa đi và tải lại phần mới Và cô cũng sẽ đăng lại trên trang web lớp học Hướng dẫn về nhà, nhận dò Em sửa bài và ghi bài. Em làm bài ôn tập ngoài phần đề cương lý thuyết, cô cũng sẽ có một link ôn tập gồm các câu trắc nghiệm. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập và hướng dẫn em cách kiểm tra tại lớp. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt.